Lúc đó là chưa có được xài riêng thì mượn của cha mẹ xài thôi, nhắn xong rồi xóa. Xóa liền. Thường buổi tối thì em sẽ mượn điện thoại của ba em để chơi game. Rồi mới thấy tin nhắn, rồi mới hỏi qua lại, rồi mới biết là bạn Phong ở chung lớp. Tụi em xác định là giữ gìn cho nhau luôn á hả? Dạ, giữ tới lúc cưới luôn. Tới lúc cưới luôn. Đến tân hôn sao? Mừng ăn sao? Hai đứa thì không có kinh nghiệm cho nên cũng bối rối. Cái đêm tân hôn ổng còn nhát không? Dạ cũng vậy, cũng nhát. Với lại là không biết làm gì cho nên là rồi sau hai chồng mới thương lượng rồi tìm hiểu. Chồng hiểu thương lượng. Thương lượng. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Tú, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Hậu Giang, hiện đang làm nhân viên kế toán. Dạ, xin Hậu chào Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Du Phong, em đến từ Hậu Giang, năm nay em 28 tuổi. 28. Nghề nghiệp của em là kỹ sư cơ khí. Ông đoán cái cho tôi vui vẻ coi nè. Hai bạn có thể là chung sớm với nhau và từ nhỏ là hai bạn đã là thanh mai trúc mã với nhau. Đi học là hai bạn cũng đi chung với nhau, cũng là những người bạn học chung trường, chung lớp với nhau. Và tình yêu bắt đầu nảy nở và yêu nhau lén lút. Và cho tới bây giờ coi như là thành vợ thành chồng, đúng không? Dạ. Dạ đúng khúc sao. Dạ đúng khúc sao. Rồi đúng khúc sao, trời ơi ghê chưa. Sao mà đúng khúc sao đâu, kể chị nghe coi. Dạ hai đứa em gặp nhau là lúc năm lớp 10. Năm lớp 10 là em chuyển trường vào trường chung trường của chồng em học. Lúc đó là học hai vợ chồng chung lớp luôn. Lúc đó thì nhìn chồng em trắng lắm. Trắng hơn bây giờ nhiều lắm. Dư chồng em rất là hiền, nhìn hiền khô hiền nhất luôn. Còn em thì sao? Em ấn tượng gì về cô gái này? Cái ấn tượng ban đầu em gặp vợ em là rất là thùy mị, hiền rồi nữ tính nữa. Nhưng mà là đúng gu á. Đúng gu luôn, có trắng lúc ấy có trắng bóc giống vậy không? Dạ trắng y chang luôn. Trắng bóc y chang vậy luôn, tóc dài vậy luôn. Dạ. Rồi em cua nhỏ này sao đâu, kể chị nghe coi. Nói chung là em cũng không biết cách gì luôn. Thì em hôm đó em mới nghĩ ra một cách là em mượn cuốn sách địa lý. Rồi về em giao quà là em làm gách một trang. Rồi hôm sau á thì em trả sách xong em mới mượn cớ là xin số điện thoại của bạn kia để xin lỗi. Ông bài ông mưu cua, tính kế. Ông cua người ta thôi mà ông phạm luật, ông làm rách sách. Rách sách. Không phải rách sách thì có cớ đi rồi. Tại sao hồi đó không cua bằng cái cách là giống như là mình ép một lá phượng hay mình để một cái miếng giấy và mình ghi vô là bạn ghi ơi. Bạn thế này nó nó lãng mạn không? Dạ em lúc đó em nhát đó, em không có dám viết thư luôn. Nhưng mà cái thời đó là có điện thoại di động chưa? Dạ lúc đó là chưa có được xài riêng thì mượn của cha mẹ xài thôi, nhắn xong rồi xóa. Xóa liền dễ sợ không hả? Còn bên này có phải là mượn điện thoại của ba mẹ luôn không? Dạ đúng rồi, thường buổi tối thì em sẽ mượn điện thoại của ba em để chơi game. Rồi mới thấy tin nhắn, rồi mới hỏi qua lại, rồi mới biết là bạn Phong ở chung lớp. Nhắn tin rồi xin lỗi này kia. Rồi lén lúc nhắn tin qua lại nhiều không? Dạ tức là nhắn tin khoảng tầm vài bữa thôi thì em tỏ tình luôn. Tỏ tình sao kể nghe. Vì mà nhát cái gì không biết nữa. Dạ em hỏi thẳng luôn là có Tú có đồng ý làm bạn gái của Phong không? Trời ơi lúc đó mới lên sao rồi Tú trả lời sao? Dạ em trả lời liền luôn là đồng ý. Coi như là lớp 10, cuối năm lớp 10 là yêu nhau hả? Dạ. Nay là yêu nhau mấy năm rồi ta? Tại em quen lớp 10, sau mà lớp 11 là tụi em bắt đầu chia tay rồi. Lý do? Dạ. Sao chia tay vậy? Quen có 1 năm chia tay vậy? Dạ, lúc đó quen được 1 năm. Lúc mà chưa quen á thì hai đứa vẫn còn nói chuyện. Trong lớp thì hỏi bài này kia vẫn nói chuyện. Mà khi mà bắt đầu quen nhau là vô lớp là hai đứa không nói chuyện luôn. Xong rồi có một bạn kế bên lớp á, là bạn đó thích em. Tỏ tình là viết thư luôn. Sau đó bạn đó hẹn em ra ngoài ghế đá, em ngồi em nói chuyện. Không biết sao bạn này trong lớp lại hay cái chuyện đó. Rồi lúc đó cái qua ngày sau cái bạn này mới hẹn em ra ngoài ghế đá ngồi. Rồi bạn này nói là chia tay luôn. À là em tức đúng em không? Sốc phải không? Em sốc. Dạ. Yeah. Em có thấy hình ảnh hai cái người đó ngồi ở ghế đá không? Từ trong lớp nhìn ra có thấy không? Tức là em không có thấy nhưng mà một bạn trong lớp mét. Thấy mét lại dao. Rồi xong là em vẫn đùng đùng em vẫn đùng đùng có nghĩa là không cần phải biết lý do, không biết phải quấy như nào ra chia tay là luôn. Chia tay luôn. Dạ ra nói chia tay xong là đi vô lớp. Lúc em cũng không năn nỉ luôn. Tại cái tính bạn này thì em cũng nghe nhiều bạn nói là bạn này rất là ghen. Anh này rất khó gia trưởng mà em thấy quen thì ảnh khó thiệt. Giống như ông cụ non vậy đó. Cho nên chấp nhận luôn. Rồi chia tay luôn. Chia tay bao em lâu? Em là em không giải thích luôn. Hai đứa em chia tay được khoảng 2 năm. Hai đứa em là mỗi người là quen một người mới. Rồi xong lý do gì quen lại nhau? Đó là lên đại học rồi đúng không? Dạ. Năm đó là cũng gần cuối năm nhất rồi. Có một bạn cũng học chung lớp với em với vợ thì ở dưới phổ thông ở dưới á. Thì hôm đó mới lên chơi rồi mới rủ là đi karaoke. Rồi hai đứa vô tình gặp thôi. Rồi gặp sao? Nhau rồi cái sao? Ấn tượng lại thì như thế nào? Dạ thì em nghĩ cũng bình thường, tại vì lúc đó cứ nghĩ là vợ em thì còn quen bạn kia, còn vợ em thì nghĩ em còn quen bạn kia nữa. Thật ra là hai bạn là chưa có đang ở không?
Dạ lúc đó dạ, là vừa mới chia tay bạn mấy tháng luôn. Sau bữa đó làm sao? Dạ sau bữa đó thì về bình thường. Rồi sau vài ngày thì chồng em đã có, tự nhiên lại có số điện thoại của em lúc rồi chồng em mới nhắn tin qua lại, rồi làm bạn lại. Lúc đó là quên chuyện cũ rồi. Rồi nhắn tin rồi xong mà có rủ đi đâu không? Dạ có. Cái lúc mà ngày đầu tiên mà chồng em hẹn em đi á, thì chồng em dặn em á là em ơi đừng có ăn gì để anh dắt em đi ăn. Thì em cũng để bụng đói để chờ để được ảnh dắt cho em đi ăn. Xong á thì ảnh dắt lại một tiệm bún chay nổi tiếng ở Cần Thơ á. Quán đó em thấy là rất là đắt, ảnh nói là rất là ngon. Rồi thì đưa vô ăn mà em á thì em ăn món chay không được. Là bữa đó là bạn em ăn không chứ em không có ăn. Làm hại bữa đó em bị đau bao tử luôn mà anh này anh không biết. Tới giờ chắc ảnh cũng không biết luôn. À vậy đó hả? Dạ. Rồi hai đứa là sau khi quay lại với nhau là mấy năm sau thì tụi em làm đám cưới? Dạ khoảng 5 năm. 5 năm sau lận hả? Dạ. Cha quen cũng trường kỳ quá ha. Dạ. Hồi nhỏ đó là nhát. Dạ. Đúng chưa? Lớn còn nhát không? Dạ cũng nhát nhưng mà tính tình thì có thay đổi đặc biệt. Tức là ảnh dễ không có khó như hồi xưa nữa. Quen thì anh này rất là chiều em. Nói chung là khác hoàn toàn so với hồi xưa luôn. Dạ nhưng mà nhát á, nhát thì vẫn nhát. Tốt tỏ tình có nắm tay có hôn má gì không? Dạ không. Hai đứa quen gần 2 năm ảnh mới nắm tay em và hôn em. Vậy đó hả? Dạ. Là coi như đi chơi vậy cũng ngồi coi phim rồi cũng ngay đơ vậy thôi. Dạ. Ừ. Lúc quen thì hai đứa không có coi phim luôn, không có vô gặp chiếu phim luôn, toàn là đi những nơi đông người nhưng này kia. Nhưng mà có gợi ý không? Có nghĩa là có khi nào anh gợi ý ra Tú ơi đi coi phim anh không? Dạ không. Không luôn. Dạ. Tụi em xác định là giữ gìn cho nhau luôn á hả? Dạ giữ tới lúc cưới luôn. Tới lúc cưới luôn. Dạ. Ồ vậy hả? Rồi đêm tân hôn sao? Mừng ăn sao? Hai đứa thì không có kinh nghiệm cho nên cũng bói gói. Cái đêm tân hôn ổng còn nhát không? Dạ cũng vậy, cũng nhát. Chắc chắn là nhát chứ sao mà không nhát được. Trời ơi, sao? Mà cái đêm tân hôn có đêm không? Có đêm tân hôn không? Dạ cưới xong á thì khoảng 2 ngày sau mới có đêm tân hôn. Cái đêm đó hai đứa sao nè? Vẫn mắc cỡ đúng không? Dạ mắc cỡ. Hai đứa nằm kế nhau thì sao nè? Thì cũng nằm kế rồi ôm ngủ bình thường thôi. Vậy luôn á hả? Dạ. Em mắc cỡ tới cái mức vậy luôn á hả? Với lại là không biết làm gì cho nên là rồi sau hai chồng mới thương lượng rồi tìm hiểu. Trời ơi thương lượng. Nhưng mà Tú thì sao? Tú có dạ. có nhát và thậm dạ, chí dạ lúc đó em cũng không biết gì luôn. Với lại em thì đi học rồi đó giờ là em cũng không có tìm hiểu rồi nên em cũng không có biết. Em mà nói nghe nè. Rồi cái sau 2 ngày sau có đêm tân hôn á thì sau đó tụi em suy nghĩ sao về điều đó? Có thấy hòa hợp, có thấy vui vẻ hay là mệt mỏi quá, khó khăn quá? Dạ thấy vui không, thấy cái chuyện đó vui không? Dạ không, lúc đó thì chắc là không thể vui được rồi. Dạ. Không khớp được đúng không? Khoảng tuần hay tuần sau thì mới bắt đầu mới hơi ổn rồi. Mới hơi ổn thôi. Thôi giờ mình hỏi tới cái câu chuyện là sau khi có nghĩa là các bạn ở với nhau bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được 3 năm 7 tháng. 3 năm 7 tháng có em bé chưa? Dạ được một bé trai 2 tuổi rưỡi. Dạ. Rồi chúc mừng hai đứa. 2 năm 7 tháng vậy ở với nhau vậy thì có tật xấu gì lòi ra không? Dạ có. Thiếu gì? Đúng dạ, thiếu sao gì? Tật xấu anh ấy sao Tú? Dạ ảnh là ảnh rất là mê coi phim đặc biệt là phim kiếm hiệp á, là ảnh coi, là ảnh coi có thể coi đến 1-2 giờ sáng luôn. Khi nào em kêu vô ngủ á thì ảnh mới vô, mà vô trước khi ngủ là ảnh phải kể cho em cái tập phim đó ảnh coi gì, trong khi em không cần nghe tại vì em rất là ghét bộ phim đó. Là kể em không hết nửa tiếng rồi. Ông nào muốn kể, ông kể hoài, chuyện nào mà em ngủ thì thôi. Còn tật xấu gì nữa nè? Là ảnh đi nhậu, ảnh xỉn này về ngủ. Mà nửa đêm thức thì nhậu xỉn thì nửa đêm đi vệ sinh á. Thường đi vệ sinh thì người ta kiếm toilet của ảnh, ảnh không kiếm toilet, ảnh kiếm ngay câu điện á. Đi tè hả? Dạ. Ở ai suối em không vậy? Trời. Dạ, em là cái vấn đề đó là em sợ, nói chung là em sợ nguy lắm luôn. Em nói lý do. Em nói lý do. Dạ, thật ra thì lúc đó em cũng không có nhớ nữa, nhưng mà cha trong cái suy nghĩ em á là em nghĩ chắc hôm đó ổ điện nó hư em cần thay gì đó, nhưng mà tại vì chưa làm được cho nên là buổi tối khi mình ngủ á, giống như mình bị mộng du vậy đó. Hiểu rồi. Có nghĩa là bạn này bạn bị mà dạng giống như là nó lặm vô trong đầu á. Tới giờ còn chuyện này không? Dạ tới giờ vẫn còn. Không lẽ ổ điện nhà em hư hoài? Ổ điện em thấy đâu có hư đâu anh. Nhưng mà em cũng chưa có kịp đi nữa, em vừa có thấy đi thôi là kêu em rồi. Nhiều khi thấy đi cái hướng đó. Tại vì em rất là sợ chồng em ổ điện rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Lúc mà chồng em xỉn là em ngủ không có ngon được, là lúc nào em cũng phải canh hết trơn. Chồng em ngồi vậy là em phải canh. Thấy chồng em ngồi vậy là chồng lại ổ điện là em sợ sáng vô ổ điện đúng không? Cảnh là có tiền đó. Dời hết ổ điện lên cao.
Dạ thì cái ổ điện nó rất là cao, với lại bây giờ em lắp được cái là chống chống giật á, nhưng mà em vẫn sợ. Thôi là thôi làm hư hay á, tìm đi. Rồi còn gì nữa không nè? Lúc con em mà nó không ăn được, khi không ngủ được là đỡ thừa cho em. Ừ, tại em cho nó coi điện thoại nhiều quá nên ăn không được, ngủ không được. Đổ thừa giờ đúng không? Dạ. Phải đâu có còn ai để đổ thừa. Dạ, ví dụ như con em ngoan thì không có khen, ừ tại vợ dạy này kia rồi. Tới mà con em mà khóc thì này kia là tại vợ cưng quá. Dạ, em mong chồng thay đổi điều gì nè? Dạ, em chỉ mong chồng em nhậu là đừng có lại ổ điện nữa. Nếu mà nhậu nhiều hay gì thì cứ ngủ tới sáng, hoặc là đi vệ sinh tại chỗ cũng được. Miễn là đừng có ổ điện. Dạ, đúng rồi. Đừng có tè vô ổ điện thôi đúng không? Đúng rồi. Với lại anh xem phim thì đừng kể cho em nghe nữa. Rồi. Dạ. Tới em đó. Cô ấy có tật xấu gì nè? Dạ em á thì hơi lười, với lại tính có hơi hời hợt á. Hời hợt. Dạ, với hay giận, tính nít lắm, giống như là làm gì chút xíu không vừa bụng cũng giận đó. Có thể là ngày có thể là giận 4-5 lần là chứ. Ví dụ như cái câu chuyện một ngày giận, giận 4-5 lần. Dạ. Trời ơi nó rảnh ghê luôn, một ngày giận 4-5 lần giận gì có vui không? Nhưng nít vậy đó chị. Đâu em kể thử làm gì mà giận? Những cái chuyện lặt vặt trong cuộc sống thôi. Ví dụ hôm nay em hỏi ăn gì á, ăn gì cũng được. Xong cái em nấu mình xong mua đồ về thì không đúng ý bà là bà. Dạ giận. Về chiều em nấu cơm sẵn hết trơn à, xong về là nhiều khi nghe món không thích là cũng không vui vậy đó. Là giận á. Dạ nhưng mà chút xíu à. Thì ngày 4-5 lần mà nó phải hết cơn này mới giận qua cái cơn kia được. Có bao giờ mà em đi nhậu nhẹt cô ấy giận không? Thường á em ít đi nhậu lắm, nhưng mà em nhậu một lần là nhiều. Cho nên là hầu như là mỗi lần đi nhậu về là giận, mỗi lần đi nhậu về có bao giờ đòi đi theo? Hồi xưa thì lúc chưa cưới á thì đi đâu á thì cũng là anh đi đâu cho em xin theo với. Còn giờ cưới xong á là em vừa dẫn xe qua là ra mở cổng là quay là hai mẹ con ngồi sẵn trên xe đợi à. Là coi như bây giờ không phải xin mà là áp đặt luôn hả? Dạ. Ông đi dạ. Là tôi với con ngồi sẵn rồi. Ông thì cũng vui á. Rồi bây giờ mong muốn dạ, em, đó đúng rồi, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn bà xã em là tức là hơi kỹ tính hơn, với lại làm xiên hơn chút. Ví dụ nấu nướng thì đừng có bài biện nhiều quá, em dẹp mệt lắm. Làm xiên hả? Làm xiên lên chút xíu nữa. Dạ, tại ở nhà là chồng em chỉ nấu ăn thôi à. Ở nhà đi làm về là em việc em về là em đút cơm cho con ăn, xong rồi hai mẹ con tắm rửa xong vô phòng nằm. Còn chồng em thì làm hết nên chồng em muốn em phụ tiếp. Vậy á. Dễ thương quá. Thực ra cái cặp này của tụi em á rất là dễ thương, tại vì lúc chắc là hai bạn quen nhau từ cái lúc đó là trưởng thành trong suy nghĩ rồi. Rồi xong còn chia tay nhau một thời gian nữa thì mới biết được là gọi là lúc mà chia tay nhau rồi mình như thế nào, mình cần phải hoàn thiện nó làm sao. Nhưng từ khi mà quen lại là bớt gia trưởng, bớt ghen đúng không? Thay đổi 180 dạ, độ thay đổi, đúng không? Dạ, dạ đúng. Thì chị nghĩ rằng là tụi em sẽ tự khống chế được cái bản thân mình. Rồi, cảm ơn các em đã đến với chương trình nha. Dạ. Rồi, chúc cho hai vợ chồng luôn vui tươi, hạnh phúc nha. Rồi, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Chào em. Kính thưa quý vị, và bây cái quần ngủ 4 ngày là ổng cứ mặc xong ổng tắm ổng móc lên. Bữa nào anh mệt ở nhà 4 ngày là với một khoảng cách như em với anh Quốc Thuận, em có thể nghe mùi cái quần ngủ của anh. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên Hiếu và em 26, đến từ Long An, Cần Giuộc. Công việc của Hiếu là gì? Dạ em hiện đang làm tài xế. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý khán giả khán đài ạ. Em là Phạm Thị Linh Phương, em năm nay 25 tuổi. Em hiện là nội trợ. Rồi bây giờ kể cho chương trình nghe đi, hai em quen nhau như thế nào và câu chuyện tình yêu của các bạn ra sao? Dạ thực sự là vợ chồng em là hàng xóm. Thời đó là em về sớm đó, ở anh này đã về trước rồi. Thì em đang đi học thêm tiếng Anh. Thì hồi đó anh này mẹ của ảnh cũng muốn ảnh học thêm chung với em. Thì hai đứa đi học thêm chung. Rồi lúc đó đi học tiếng Anh là lúc bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó em 12, ổng 13 tuổi. Vậy rồi em ấn tượng gì với cái anh này lúc đó anh 13 tuổi? Em thấy ảnh là kiểu là ở dơ. Ở dơ cách là phải nói là em không có biết diễn tả sao, là kiểu đen mà còn để tóc kiểu HKT nữa. Dạ mà nghĩa ổng là nhuộm đó, nhuộm vàng dạ, vàng đó. Mà ổng còn tóc kiểu ốm mà con trai mà không được 40kg cơ. Không phải vậy đâu, ổng không được 40kg, ổng chút xíu người, ổng nhìn chút xíu xíu à. Coi như không ấn tượng gì đúng không? Ổng còn có một cái tật rất là xấu là ăn cứt mũi. Trời ơi. Thiệt là dễ sợ. Mà ai mà nói là ổng lấy ổng chét.
Trời ơi, như vậy chắc trong sớm chắc không ai chơi đó. Không, mà thường mấy đứa con trai mà 12, 13 tuổi nó quậy lắm. Lúc đó là chuẩn bị trổ giò, dạ, chuẩn bị rồi. Dậy thì đó, quậy dữ lắm. Rồi còn em sao Hiếu? Em ấn tượng gì về cô gái này? Dạ mập lắm anh. Đầu tiên về sớm gặp là mập dữ lắm. 12, 13 tuổi mà 60kg, sáu mấy ký á. Em nói nhỏ này nó mập như con heo rồi, mốt ai đâu cưới nó trời. Thằng nào khùng lắm mới cưới nó, cuối cùng khùng là em mới ghê chứ. Ghét cuối nào trời cho cuối. Dạ đó. Đúng rồi đó. Rồi hai em trong cái lúc đó có nghĩa là học cùng trang lứa với nhau. Vậy thì đứa nào học giỏi và đứa nào học khá? Dạ đây, y giáo viên ưu tú luôn á. Dạ. Là kèm em hả? Dạ kèm đúng rồi hả? Là kèm em á. Ồ. Mà em học ngu lắm. Càng học càng ngu. Người ta học người ta giỏi nha, em càng học càng ngu. Tại vì suốt ngày lo nhìn cô giáo không ạ? Dạ đúng rồi. Với lại đó em đi học trong trường á, em quậy lắm. Cái em về trong lớp cái em giỡn với con này làm sao, cái em giỡn với con kia làm sao, cái em về em kể. Em kể cái em hành động luôn. Đó, anh qua anh cặp vai con này như vậy nè, đó anh cặp vai con kia như vậy nè. Tại hồi đó ổng ở dơ, ổng xấu thiệt, nhưng mà cái ổng cười có duyên lắm. Ổng cười kiểu đẹp trai mà kiểu hot boy ngày xưa á, ổng đẹp, ổng cười đẹp lắm. Rồi thêm là ổng ổng hát hay nữa. Hát hay. Dạ mê, mà kiểu em không biết là em mê trai từ nhỏ hay sao. Như vậy là đến năm bao nhiêu thì hai đứa chính thức là yêu nhau giống như là những cặp mà tình nhân? Cuối năm em 14 tuổi. Trời ơi, cuối năm 14 tuổi. Ông biết yêu, coi như 14 tuổi là ông yêu rồi. Dạ. Nhưng mà cái thời điểm đó là chắc là chỉ là yêu theo kiểu học trò, con nít thôi. Dạ, đúng không? Rồi. Rồi là có cãi lộn, rồi thậm chí là có đánh lộn, có chia tay, chia chân đồ không? Dạ dần dần chắc luôn. Chắc nhiều đó. Lắm đúng dạ. Không? Dạ. Thời gian đó thì bà này bà học, em thì đi chơi, đi làm, tới lúc đó em đi làm rồi. Lúc đó em đang đi làm nhạc công, đánh show tiệc cưới, sinh nhật rồi á. Rồi em đi xíu, em không có nhà, em có ít dành thời gian cho bà lắm. Nói chung là hai đứa chỉ có nhắn tin qua lại này nọ, rồi lâu lâu em về nhà thì em chở đi chơi, đi ăn, đi uống này nọ. Mà tới hiện tại bây giờ là mới phát hiện ra là em quen bả gần 10 năm em mới dắt bả đi ăn chè. Còn những cái vô tâm nào mà nó dễ sợ làm cho em nổi điên hoặc là làm cho em nhiều buồn bã lắm không? Giống như là năm đó là em 18, 19 gì đó. Thì cái ngày đó, ngày 8 tháng 3, em mới nói với ảnh là: anh ơi, bữa nay anh có tiền, anh mua cho em một cọng dây chuyền inox 30 ngàn thôi, để em có đi học á, em có khoe với bạn, bữa nay cũng là lễ phụ nữ. Ổng nói với em vậy nè: em đã làm được cái gì cho anh mà anh phải mua cho em? Nhưng mà em nói nó chỉ là một cọng dây chuyền, chỉ có 30 ngàn thôi mà, đâu có mắc với anh lắm đâu. Trong khi đó anh đi đánh nhạc một lần mấy triệu bạc, thì em chỉ xin anh một cọng dây chuyền 30 ngàn thôi. Không, em đã làm gì được cho anh đâu mà em đòi cậu mấy chuyện đó. Vậy đó hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Không biết nữa, hồi đó nó vậy đó. Hồi đó bao nhiêu tuổi? 18, 19 rồi đúng không? 18, 19 thôi. Tụi em có một thời gian gây lộn, chia tay khoảng 1 năm. Là mất tích luôn. Là em dọn ra ngoài, em ở, em không ở nhà nữa. Bả thì nhà bả đi học, hai đứa cắt liên lạc luôn. Cả năm trời á. Rồi em xin lại số điện thoại, rồi bắt đầu nói chuyện rồi lại mới quay lại. Là lúc đó là bả đang quen cái anh nào đó trên Củ Chi á, đâu được mấy tháng gì đó em không biết. Mà bả đi chơi với em xong bữa, xong bả đưa khứa đó ra sân bay rồi bả chia tay khứa luôn à. Nhưng mà lý do tại sao chia tay vậy? Hai đứa. À là do anh này, anh nói thôi mình chia tay đi, anh thích bản thân của em rồi. Tự nhiên vì cái câu nói của ảnh làm em cũng có cảm giác chứ. Dạ không ạ, em cảm giác em với bạn em tự nhiên có khoảng cách luôn. Rồi anh có cặp với bạn dạ của không em à? Bạn em cũng ngại, bạn con cũng tránh mặt cả hai đứa luôn. Sao mà đến được vậy hả? Xin lỗi em, anh đã mến bản thân em rồi. Nói chung là em suy nghĩ là cái lúc đó là lúc còn tuổi trẻ, mình còn nhất thời bồng bột lắm nên mình không có suy nghĩ về những vấn đề mình nói. Thời điểm mà lúc em mới quay lại, anh này còn vô tâm lắm, anh còn rất là vô tâm. Một lần em đi học bằng xe đạp thì em chạy xe, cái bữa đó là cái thắng xe của em nó bị đứt, nó đập vào trong cái bánh xe thì nó bị khựng. Thì em lao từ trên cầu, em lao xuống luôn, em lao thẳng xuống đường luôn. Thì cái bánh xe chính em nó gặp như vậy luôn nè. Thì em mới gọi điện thoại cho anh, em gọi quá trời luôn, thì gọi mãi anh không bắt máy. Rồi em phải tự thân mình, trời vừa trời mưa nó vừa đi vừa khóc luôn á. Rồi một mình khiêng bánh xe đi xuống dưới cầu, đợi chờ cái xe nó chúng cho con gửi xe ở đây. Rồi em đi sớm về nhà, em về nhà em lấy tiền em trả tiền xong. Thì nhà của em bên đây, nhà anh bên đây, thì em vừa mở cửa bước vô thì anh này anh mở cửa dậy. Em mới gọi là anh nghe máy liền. Em mới hỏi là anh nãy giờ em gọi sao nó không nghe máy. Ông mới nói là nghe máy làm chi, có gì gọi hoài à, tôi đang ngủ gọi hoài à, té gì té hoài, có gì thôi cũng gọi. Rồi ông cúp máy luôn. Rồi lúc đó là em tự lo cho cái xe kia của mình dạ, luôn. Dạ tự về nghỉ ngơi xem vết thương rồi
tự băng bó cho mình rồi tự đi xe bấm ôm ngược lên vậy? À, đúng rồi, vô tâm mà vô tình nữa đó. Con nít đó lúc đó là mười mấy tuổi đúng không? Dạ, đúng rồi. 19-20 rồi. 19-20 đó. 19-20. Có phải em là người thay đổi ảnh hay là cả hai cùng quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình? Dạ, nếu mà nói về thay đổi thì em nghĩ là em là người rất là thay đổi anh. Tất cả mọi người thì biết em quen ảnh thì các bạn thân của em đều cản không cho em đến với anh này. Thì em không biết sao, em chỉ nghĩ là anh này, tại vì nếu mà anh không thương em thì anh sẽ không quay lại với em. Thì nếu mà anh không thương em thì anh cũng sẽ không chịu được cái tính của em. Nên là em nghĩ là em có thể thay đổi được con người này. Nên em cứ tiếp tục thôi. Rồi bây giờ em thay đổi chưa? Dạ được một phần nào rồi chị. Nếu mà nói về vô tâm thì là vẫn là vô đối rồi. Nhưng mà mọi thứ thì nó đỡ chút. Vô tâm là vô đối. Nghĩa là tới bây giờ vẫn còn vô tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó bao lâu thì tụi em làm đám cưới? Cũng lâu ạ. Trước đó quen 4 năm xong rồi chia tay 1 năm. Xong rồi quen thêm 7 năm nữa mới cưới. Cả một thanh xuân đó đúng không? Dạ đúng rồi, cả một thanh xuân. Ôi yêu nhau. Dạ tới cái ngày đám cưới mà tính ra là hai chồng quen nhau được 12 năm mấy ngày á. Ôi ơi, hai đứa có sống thử không? Có sống thử trước hôn nhân không? Sao? Lần đầu tiên của hai đứa? Anh cũng biết gì hết, em cũng không biết gì hết. Rồi hai đứa chụp giật, xong chưa em? Xong chưa? Rồi về. Nó tục ngủng. Nhưng mà ai... chắc chắn là Hiếu phải là người gợi ý cho cái việc đó đúng không? Dạ đúng rồi, bữa đó đi trời nắng quá, hai chồng đi uống cà phê, mà đi uống cà phê lùm á. Cái đi về nắng mới mệt, anh em ơi giờ anh mệt quá, mình vô khách sạn mình ngủ xíu đi. Mà anh hứa anh ngủ không làm gì bậy đâu. Vô em ngủ thiệt, em ngủ một giấc xong rồi em dậy em mới quậy. Còn bây giờ là lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ một năm mấy rồi. Một năm năm mấy tháng. Đúng không? Năm mấy đó. Còn lòi thêm tật xấu không? Dạ vẫn còn chứ, vô đối mà. Bây giờ lòi thêm tật xấu nào nữa? Dạ ổng làm biến. Biến. Làm biến. Em ví dụ trời mưa, anh nói chắc siêu nhà giùm em. Chưa mưa mà em để đó đi. Thế là em cảm thấy sốt ruột, tại vì tự nhiên đen thui hết rồi. Thì em mới thấy vậy thôi, em đứng lên em ra em tự dắt. Thì ảnh thôi để anh dắt. Ổng không làm luôn. Nghĩa là tới... từ từ. Dạ không, ổng không làm luôn. Ổng có như là ổng lãng quên nó luôn. Xong rồi em làm, xong rồi ổng lại càm ràm em là tại sao em làm nó như vậy 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 mà em không được làm như vậy vậy vậy. Em lãng quên mà cái quên đó là cái quên có nghĩa là lơ đãng hay là cái quên cố tình? Không, quên thiệt anh. Nhiều cái quên thiệt luôn. Ví dụ như bình thường mà ăn cơm xong á, dọn xuống là em sẽ rửa chén, dọn xuống xong cái mắc công chuyện vậy đó, cái làm chuyện xong cái ngồi bấm thoại chơi con xong là quên luôn. Quên luôn, không nhớ luôn. Vô tâm nè, hay quên nè. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Ổng có một cái tật là cả bạn bè của ổng đều không thích, là hay nhờ. Thí dụ em nhờ anh ơi, anh có thể làm cái hàng rào lại cho em không? Đợi đi em, đợi mốt anh này qua anh nhờ, anh kêu qua anh nhờ, chị kêu qua anh nhờ, hay là để nó qua đi anh nhờ. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Anh có thể mặc một cái quần ngủ 4 ngày, là ổng cứ mặc xong ổng tắm, ổng móc lên. Bữa nào anh mở ở nhà 4 ngày là với một khoảng cách như em với anh Quốc Thuận, em có thể nghe mùi chiếc quần ngủ của anh. Mà có thể vẫn mặc được. Dạ, nghe nhưng mà đó hả? Dạ. Ông nghiền cái mùi đó. Đúng rồi, em suy nghĩ đơn giản thôi, mình bận nhà mà thôi, thú gì cũng người nhà hửi thôi, có đâu sợ, miễn xong mình ra đường mình thơm tho được rồi. Vô tâm là thường là ít bao giờ lãng mạn. Em gọi điện thoại cho anh. Alo, nghe vợ. Gì không? Anh nghe vợ. Còn bữa nào mà mấy bạn tổng đài hay là ai nhân viên tư vấn. Alo em nói đi anh nghe nè. Anh Hiếu nè em. Em nói đi anh nghe. Rồi đó. Tất cả những tật xấu nãy giờ em kể ra đó, là em có chấp nhận được không, hay là em muốn anh thay đổi cái tật gì? Dạ em muốn anh bớt vô tâm một chút xíu. Bớt vô tâm đúng không? Ngày xưa tụi em quen được tới bây giờ là tại vì ngày xưa tụi em vừa quen nhau, tụi em vừa làm bạn với nhau. Là tụi em có thể ngồi với nhau, ngồi nói chuyện với nhau cả ngày. Hoặc là đơn giản gia đình em có vấn đề, anh có thể ngồi với em để ngồi chỉ để ngồi cho em khóc, em mà khóc một ngày thôi. Đó, vậy thôi đó. Bây giờ thì không được nữa. Bây giờ thì thực ra là hiếm lắm ha, hiếm lắm. Dạ. Còn rồi, em đó. Tật xấu của cô ấy là gì? Bà xã có tật hay quên anh. Đi chơi hay đi coi phim hay gì đó là bình thường, là vé xe là em giữ. Mà một chục lần vé xe bả giữ là mất vé xe. Phải mua lại. Dạ có, là dạ, phải trình giấy tờ này nọ. Bữa nào không đem giấy tờ là phải bỏ xe đó. Đi taxi về lấy giấy tờ lên. Rồi xong, hồi đó nhà em xài mấy cái ổ phá mà để vô làm cái kịch. Để vô cái kịch, để vô kịch dính, đang đi cho nó lẹ. Một tháng đó không, em kêu cái ông sửa phá vô chắc cỡ 8 lần á. Cưa hút quá. Dạ, cứ quên chìa khóa trong nhà hoài. Có khi nào mà quên đến nỗi mà quên luôn em không? Có, mới đây. Em đi xe về, khách kêu em chở với Long An lên phố. Em chở lên xong rồi bà điện em, bà hỏi anh có về không? Nó anh có về thì thường thường là
cái cổng gạo ngoài sẽ phá, cái cửa trong là chỉ phá cái cửa thôi, không có bóp ổ trong. Bữa đó em về em mở cửa vào và xong cái em mở cửa trong hoài không được. Em ngồi em suy nghĩ hoài, ủa mình đi làm mình chưa về mà ta, nó có lộn gì không? Em gọi đâu 4-5 cuốc á, không bắt máy. Tới cuốc thứ 6, thứ 7 mới bắt máy. Làm ngồi ngoài được gần tiếng rưỡi màu rồi. Mà trời mưa lâm dâm nữa, chán vậy hỏi tính bơ rồi. Sao anh không chửi em? Giờ chửi em chi nữa, xong hết rồi chửi chi nữa. Nhiều lúc mình nghĩ mình thua con chó nữa. Con chó mà bả không cho ăn bả nhớ nha, còn em đi làm gì bả không nhớ. Có tập nghe lời người ta suối nữa, nghe lời ta suối bả. Dạ đúng rồi, bả về bả suối là em không có, không có suối làm luôn. Em làm em không có suối. Em mấy bữa mà em đi lại đi xe về, hai bữa về em mệt á, hay là em đi tỉnh về em mệt á, em ngủ tối em hay nghiến răng á. Không biết nghe lời ai á, tối chồng nghiến răng á, lấy dép giả mặt á, nó hết nghiến răng. Trời ơi tối em đang ngủ hả, tôi dép bả quất một cái chát. Ôi em tưởng má em giờ mà không già luôn á. Với lại còn cái tật này nữa nè, đập chén đập tô là giận lên đúng không? Dạ không, không em làm gớt. Dạ bình thường cũng đập nữa anh. À hậu đậu, cái đó là hậu đậu. Dạ đó, em đi tỉnh về 2-3 ngày mà em thấy cái thùng giác bự bự, mở ra coi là có chén có tô không giống à. Kỳ đó. Đó là 100 bộ là đúng, mỗi bộ còn chén đó, dạ, phải không? Dạ. Mà bây giờ em mong vợ em thay đổi gì? À, bớt hậu đậu lại thôi. Bớt nghe ta suối không? Với lại nói chung là nói chuyện ở nhà hay đi ra đường bớt có lớn tiếng lại. Bà hay la sảng lắm. Vậy hả? Dạ. Đang chở đi ngoài đường, đang nói về vấn đề gì đó không? Mày bị khùng heo, mày nói gì vậy? Vậy hả? Dạ, tự nhiên cái la làng lên vậy đó. Hiện giờ hai em này là gì nè, tụi em quen nhau từ hồi nhỏ, cho nên rằng là tụi em chưa từng bị những cái bài học vấp ngã để mà mình phải thay đổi cái bản tính mình từ thời con nít. Dạ. Đôi khi là mình phải tự làm mới lại mình xíu. Rồi lâu lâu em cũng phải vậy. Ở quyền bí thì có nghĩa là tụi em sẽ phải thay đổi những cái thói quen mà hồi nào giờ đối phương nắm tẩy hết trơn rồi. Tại vì đến một lúc nào đó tụi em sẽ cảm thấy là ủa sao cái cuộc sống của mình, tại sao nó cứ boring, nó tẻ nhạt quá vậy, nó cứ như vậy 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 hoài vậy, hiểu không? Thì dạ, nên nếu mình giữ nhau mình phải tự làm mới nhau. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình vào. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi chúc hai em luôn luôn hạnh phúc nghe. Dạ. Rồi. 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 Cao, trắng, thấy thư sinh. Thích hôn hay không thích hôn gì đó? Thích hôn lắm phải không? Qua đây cho hôn nè. Mày nhớ mày like sao? Vậy nếu có kiếm được chút cháu thì mình kiếm. Bây giờ chúng ta quý vị hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào chú rể. Xin chào cô dâu. Hai vợ chồng có một cái điểm chung đó chính là gì biết không? Nụ cười hai người giống nhau quá. Đó, giờ tự giới thiệu về mình đi. Mời cô dâu. Dạ, em tên là Tường Vy. À, hiện tại là nhân viên bán hàng. Rồi, còn em? Tụi em là Long Đỉnh, cùng công tác tại cơ quan chung bà xã. Cùng cơ quan? Dạ. Chứ có cùng cái có bán hàng không hay là dạ, không, ở cái cấp trên cao hơn? À, cấp cao hơn chút. Dạ. Chắc là sếp này nhân viên đúng không? Dạ. À, bởi vì mỗi lần mà cái gì là kêu nhân viên vô khiển trách đúng không? Dạ. Biết rồi, cua luôn đúng không? À, dạ, tụi em quen từ hồi đi học. Nhưng mà quen nhau ở đâu? À, đấy, bây giờ em mới kể. Rồi, kể đi. Dạ, cũng rất là tình cờ. Trong một lần thì em đến phòng trọ của bạn em ở. Thì ảnh cũng ở cùng dãy trọ luôn. Thì cái dãy trọ đó thì chỉ có mỗi cái phòng ảnh là có tivi thôi. Thì bạn em mới dắt em qua xem tivi. Thì em đi qua em thấy ảnh từ trên gác bước xuống. Ấn tượng đầu tiên của em là thấy ảnh cao, trắng, thấy thư sinh. Mà lúc đó em nhìn thấy ở dưới cái gác á, thì có cái chiếc xe Noble nữa. Cái em mới nghĩ là chắc chiếc xe đó là của ảnh. Lúc đó thấy cũng kết rồi nha, kết theo kiểu là trai đẹp đi xe đẹp nữa. Nhưng mà thật ra là cái xe đó là của bạn, của ảnh chứ không phải là của ảnh. Đó là cái lần đầu tiên là em gặp ảnh. Nhưng mà qua ngày hôm sau á, thì ảnh có chuyển đi nơi khác. Từ đó rồi bao lâu mới gặp lại? Cỡ một năm sau thì hai tụi em vô tình cùng làm trong cái quán cà phê làm thêm ở gần trường. Hai đứa cũng sắp sáp vô nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Thậm chí có chuyện giới tính nữa. Tại vì lúc đó em còn có bồ rồi nên vô tư không có nghĩ gì hết. Rất là thân nhau. Nghe nè, đang muốn hỏi nói chuyện về giới tính nói sao? Dạ hồi đó em thì có công tác đoàn. Thì mấy cái mà giải thích về giới tính cho các bạn sinh viên thì mình cũng có biết. Gặp chúng bạn này làm chung thì buồn quá, không có chuyện gì kể thì đem những để kể ra. Bạn này thì cũng thấy mình dễ mến cho nên cũng chia sẻ là bồ bịch rồi sao thì kể hết. Thì mình cũng kể với bạn là mình có bồ rồi quen sao rồi thích hôn hay không thích hôn gì đó, kể hết cho bạn. Bên này cũng có bồ, bên dạ, này cũng có bồ. Dạ. Trời ơi, rồi kể về nhau. Dạ. Kể xong rồi về bỏ bồ hai đứa yêu nhau. Dạ. Lúc đó là cũng gần, cũng hai đứa cũng đều bỏ bồ luôn rồi. Rồi xong đến cái Giáng sinh thì cái chủ nhà hàng đó tổ chức một cái buổi tiệc party cho nhân viên.
Thì bữa đó thì em cũng có uống vài ly, thì em cũng thấy tê tê trong người. Thì lúc đó là có mấy anh nhân viên ảnh đòi là dẫn em về. Thì em nhìn hết toàn bộ nhân viên, em thấy mỗi mình ảnh là trắng trẻo dễ thương nhất thôi. Thì em nói là ảnh dắt em về. Về phòng trọ của em á, thì có con bạn em ngồi trước phòng á. Thì lúc đó là em lại chỗ bạn em ngồi rồi ảnh đi về. Xong rồi em buồn miệng á, em nói là mày có tin là tao nhắn tin cho ổng là ổng qua đây lần nữa không? Cái bạn em mới nói là tao không tin đó, mày nhắn đi. Cái là em nhắn qua cho ảnh là tin nhắn là thích hôn lắm phải không? Qua đây cho hôn nè. Em nhận được cái tin đó, em có nghĩ trong đầu là em đánh giá bạn này kỳ cục không? Làm chung nhau thì hai đứa chia sẻ thì giống như hai đứa thằng bạn thân vậy đó. Thì nói ủa này chắc nó nhớ bài like sao? Nhớ bài like là sao? À nó nhớ tình cũ á. Dạ uống xịn xịn cho nhớ tình cũ á. Thì em mới nghĩ vậy, cho nên là em ban qua coi thứ chuyện gì, thì nếu có kiếm được chút cháu thì mình kiếm. Cái vụ kiếm chút cháo là nhiều lắm em, nó nhan nhản. Dạ. Kiếm được luôn cơm với cháo. Sao? Cuối cùng sao? Có cháo có cơm không? Ngồi em ngồi thấy bạn này sao ngồi im hoài, không có thấy đồng tĩnh gì hết. Em cũng mong kiếm chút cháo rồi về, với khuya rồi lúc đó. Một hai giờ sáng là khuya rồi, buồn ngủ rồi. Xong em mới nói, ủa sao nãy nhắn tin được khí thế đó, sao giờ không thấy gì hết? Cái cô này chụp em hôn luôn. Trời ơi. Đúng mà hôn nhau thì mình thấy nói chung cũng được, đã. Dạ. Nội sống đã. Dạ. Nghe là Cưng, bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Một năm chị. Sau khi lấy về rồi có phát hiện ở vợ em có điều gì nó thay đổi không? Dạ. Hẳn luôn là có cái tật xấu gì không? Tính vợ em thì rất là sạch sẽ, nhưng mà vợ em dọn đồ thì hay cằn nhằn, mà làm mệt thì cáu gắt, mình thì cũng đi làm gì cũng mệt, sinh ra là cáu gắt thì cãi lộn. Nhưng cái đó tỷ lệ thuận mà em, đâu có nghịch miếng nào đâu. Giờ tính tình sạch sẽ thì phải dọn dẹp. Dạ. Mà dọn dẹp thì đương nhiên phải mệt rồi. Dạ. Mệt thì đương nhiên phải cáu gắt rồi. Dạ. Nó tỷ lệ thuận hết trơn mà sao không xúm vô mà làm phụ nó đây? Dạ em không phụ chứ. Phụ rồi mà vẫn còn cằn nhằn á? Dạ giờ em cằn nhằn dữ lắm. Sao kỳ đây? Sao kỳ đây? Ở ngoài tính cằn nhằn ra thì còn gì nữa? Hay thích dục những cái đồ mà để lâu. Mà tính em thì dân ở Phú Yên thì tiết kiệm, cái gì dùng được thì ráng dùng. Còn hư thì mình sửa mình dùng tiếp. Dạ. Mà vợ em thì cái gì em dùng lâu lâu cỡ 7-8 tháng là dục. Bởi vậy em phải thường xuyên phải làm sao cho mình mới nha. Em mà cũ quá luôn là dục em luôn. Dạ. Đó có đâu em. Đúng không? Em còn nói hoài à. Em nói mai mốt chắc xài anh chắc nên lâu xài, lâu thấy già già hết hạn bảo hành dục liền dục anh quá. Cái lý do em dục đồ là nói chung là em cũng muốn mới cho ảnh thôi. Thí dụ như là cái cặp sách của ảnh nó bị rách rồi, cái quai cầm á thì đã có nhíp một lần rồi thì ảnh nói là dùng được thì cứ để đi, nhưng mà em cứ chờ ảnh đi công tác me me cái là em quăng. Dục em về là đâu có nói được gì, là em tức em không nói được, em cần ức chế nữa. Rồi làm gì? Giận bỏ nhà đi. Đi đâu? Nhà đi bao nhiêu tháng bao nhiêu năm? Thì hồi trước thì em có bỏ ra công ty, còn giờ em thích thì em đi công tác. Chiều ra chiều kỳ bay. Có khi nào mà nóng lên rồi bụp bở không? Dạ thì trong đầu nghĩ mình sẽ bụp, nhưng mà không bao giờ bụp. Tại vì mình xác định là mình nghĩ vậy thôi chứ mình không dám. Mà không bụp thì thường nếu mà kiềm chế thì phải la lên. Dạ đúng rồi. Tức em cái gì đó là anh hét lớn lên vậy đó. Hét cho hàng xóm người ta nghe luôn. Rồi nhiều khi hàng xóm người ta qua người ta nói chuyện, người ta nói bữa sau vợ chồng cãi nhau gì mà thấy ông chồng có vẻ khó tính vậy. Mình lúc đó mình cũng rất là ngại. Là to dạ, cái đó em là cũng ưu điểm anh, chứ không phải khuyết điểm. Ủa, đâu. Cái đó ưu điểm rồi. Dạ. Tính vợ em là nó hay cãi bừa. Lúc mà vấn đề đó ra mình tranh luận ra thì vợ em lúc nào cũng không tranh luận được. Cãi thì, một hồi là bà cứ tôi vậy á, tôi vậy. Rồi cái thật xấu lắm rồi. Mất đồ bừa bãi, cứ về nhà là quăng dễ rồi vợ dọn. Có gia trưởng không? Cũng gia trưởng. Em ví dụ như cái gối đi. Cái gối đó nó bị dơ là em giục cái gối đó. Anh lại không thích, anh nói là cái gối nó còn xài được, mua cái vỏ mới về dùng. Ổng quyết định là phải làm theo ý ổng, em không tự quyết định được. Dạ, ổng gia cuối trưởng. Cuối cùng là ổng đi rồi em vẫn giục như vậy. Dạ, cuối cùng là ổng đi là em vẫn giục. Vẫn giục sao ổng về ổng làm bài hại tiếp. 50-50 rồi à. Coi gia trưởng 50-50 thôi. Hay mà rồi, mỗi lần gây lộn gì xong rồi làm sao mà quề được. Mỗi lần mà ảnh giận á, em toàn là người xuống nước thôi trước à. Khêu khêu á. Dạ, khêu khêu là nói chung em lại em nói nhỏ nhẹ lại là ảnh bỏ qua liền rồi. Bỏ qua hết, rồi dạ. Quay qua khêu lại. Nhiều khi đó là thế mạnh của gia đình em. Tại vì mình cãi nhau nhiều thì vợ nó khêu nhiều thì mình giao ban nhiều. Có nghĩa là tụi em là giận ban ngày mà làm về đêm đúng không? Dạ. Rồi, chính ra nè. Em á, em muốn ở đỉnh á
là thay đổi thôi. Tính của anh là bớt nóng, đừng có hét to. Mỗi lần có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau thôi. Chứ mỗi lần mà hét to lên hàng xóm ta nghe ta nói, người ta mình xấu hổ lắm. Còn em muốn vợ em thay đổi điều gì? Công việc em thì cũng nhiều áp lực, mà đối với vợ thì hầu như chưa có sự chia sẻ. Mọi công việc thì em tự giải quyết. Cái tính vợ em thì suy nghĩ nó cạn, vợ chỉ nghe thôi chứ chưa đưa ra được giải pháp cho mình. Thì nhiều khi những cái áp lực đó thì đa phần cũng chia sẻ với mẹ. Và thường là mẹ giúp em được trong cái chuyện đó. Dạ đúng. Thực ra mà nói, em nói vợ em nông cạn, em đòi vợ em sâu sắc. Ở đây cái vấn đề nó không phải là sâu sắc, mà ở đây là cái vấn đề cái hiểu biết trong cái công việc của em. Dạ. Cho nên nếu như vợ em không có làm được cái điều đó, mà vợ em chỉ là người ngồi nghe, nghe những gì chồng trút ra là đủ rồi. Dạ. Nghe nhưng mà lâu lâu ban vô một câu em té ngửa luôn. Thì kệ, đi, coi như mình có cái chỗ để mình sẻ chia, để mình bớt cái áp lực đi. Dạ. Thì em đã có người mẹ là người có thể định hướng cho em, giải quyết cho em được. Dạ. Là em quá may mắn rồi. Dạ. Nói chung cả hai vợ chồng đều bớt chút xíu. Dạ. À, xin chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng yêu đời và luôn luôn yêu thương con cái để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn chị.